có những thứ mà thật sự nhá là mình bẵng đi, xong rồi mình không thể nhớ được là nó đã từng tồn tại và nó đã từng là một phần ký ức tuổi thơ của mình. Ăn bim bim không? Ăn không tôi mời, ăn nhá. Chốt. Rồi ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Popro và chào cả chị em luôn. Hôm nay tôi mời anh em và mời tất cả mọi người ăn bim bim cùng với tôi. À đây rồi, xếp hạng tất cả các loại bim bim. Nào, bây giờ tôi mời tất cả mọi người đang xem video này ăn bim bim cùng tôi với cận thị TG nhá. Đã xem video là like. Ngay từ khoảng 1 giây đầu tiên thôi, nhìn cái cảnh này này, vẽ nghiêm túc thực sự anh em ạ, đẹp. Không của hãng nào, tôi lại đang định bình luận. Rồi sao? Rồi cái này sao? Một cái gói bim bim nhá. Bình thường thì chả sao, nhưng tôi chỉ cần bóc cái nhẹ thôi là nguyên đám bạn nó bâu vào luôn. Đây đây. What the dog? Quen không? Hả? Quen. Quen không? Hả? Quen. Quen không? Cảnh này thì không anh em ạ. Chả hiểu sao ở trường lại có cả chó má lại thế nào nhỉ. Chắc đây là bạn thân của cận thị TG. Được ẩn dụ bằng hình con chó. Chó là bạn, không phải tốt. Giáo sư. Vâng, chào giáo sư. Bây giờ, ok. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng ta tồn tại trên trái đất thì con người đã đạt được rất nhiều thành tựu vĩ đại. Từ việc phát hiện ra lửa, thành tựu đã cứu rỗi con người khỏi thời kỳ đen tối. Mới. Ghê không? Ngày xưa không có lửa người ta gọi là người tối cổ, nhưng mà bây giờ tôi cũng là người tối cổ, nhưng mà lửa của chúng tôi thì không giống ngày xưa mà là phải là lim. Cho đến việc phát hiện ra rằng cho thịt vào lửa ăn ngon phết. Và từ đó chúng ta đã trải qua sự bùng nổ trong lĩnh vực thực phẩm. Và trong đó phát minh vĩ đại nhất đó chính là đồ ăn đã qua chế biến. Ơ này, tôi để ý là cái bánh hamburger này nó còn bị vá. Ok. Qua chế biến như nào thì... Và lại đồ ăn đã qua chế biến ngon nhất đó chính là bim bim. Hay được gọi là snack nếu bạn không phải người miền Bắc. Bim bim nó đang ngon, tự nhiên lại sờ nách. Làm tôi cứ ngửi thấy có cái mùi thoang thoảng, có cái mùi nó phả vào hương gió. Là một người thích ăn bim bim và là một người lớn vô trách nhiệm với sức khỏe bản thân mình thì cần đã thử tất cả các loại bim bim ở Việt Nam và sẽ xếp hạng chúng ở cái bảng này. Ok ok. Để đến khoan, làm sao bro thể thử hết tất cả loại được chứ? Sao quá. Còn loại bim bim bu 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 bu. Thôi ông im mẹ ám mồm. Để cần giải thích cái bài hoạt động như thế nào nhé. Ok. Hạng S là cho siêu ngon khủng khiếp, tao lấy hết. Hạng A là cho ăn ngon vừa 9/10 thằng béo khuyên dùng. 9/10 thằng béo khuyên dùng, được. B là kiểu như là bình thường ấy, cho thì ăn. Hạng C là này, tôi là thực ra là tôi cực kỳ thích cái OIC này nhé. Hạng C là cho mà cuối cùng hạng C là viết tắt của con thế. Còn hạng D là muộn. D là cho tôi chưa xem, nhưng tôi và ông cận này kiểu như có cái mối liên kết với nhau, anh em hiểu không? Mặc dù nó là gương mặt đại diện của OIC và luôn luôn có mặt trong các tiệm tạp hóa xung quanh thị trấn, cận thực sự chưa bao giờ thích ăn chúng. Kiểu nó khá là khô ấy, khô hơn so với cả tiêu chuẩn của bim bim bình thường luôn ấy. Có thể là vì cái lượng muối mà nó cho trong bim bim. Ông cận này ăn bim bim còn xem của đội muối. Nhưng nói thật là riêng cái bim bim OIC này tôi thích.
nó cay, nó ngon, nó tuyệt vời vãi chưởng. Và tôi là một người thích ăn mặn, thế nên là tôi thấy nó ngon. Ok, ông Cận không thấy ngon thì cũng chả sao cả, bởi vì đây là khẩu vị mỗi người, chả vấn đề gì hết. Bro, muối đó cho con trâu liếm nó còn chết. Và cộng thêm nữa là Cận không ăn được cay. Ôi, phí quá bạn ơi. Đời, yo, 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 yo. Chào mừng mọi người đến với bản tin lúc 6 giờ tối. Ngay cạnh tôi đây là một anh chàng nói rằng anh không ăn được cay. Vậy lý do biện hộ của anh là gì? Ý tôi là... Nói chứ không ăn được cay hay là không ăn được hành thì đó là cái khẩu vị của mỗi người thôi, tôi cũng không nói gì cả. Nhưng mà thật sự là có những cái món nó phải cay cay một tí nó mới ngon. Tức là thuyết phục. Xin mời quay trở lại trường quay. Nhưng mà nếu mà có ai mua ấy thì Cận vẫn sẽ ăn. B. B, ok. Ui, cái loại này ngon. Cái này nó thơm mùi phô mai. Ui, xong nó mặn. Ui, xong rồi nó kiểu đậm đà vãi chưởng. Cái này tôi phải xếp vào. Ngon vãi chưởng. Vị như phô mai thật luôn. Hey, và ngon. Cái khoảnh khắc tuyệt vời nhất đó chính là lúc mút cái bột ở trên những cái ngón tay. Mặc dù nó mặn vừa cờ, nhưng đó là một cảm giác mà không người nào mà cưỡng lại được. Còn hơn cả buổi sáng tôi đánh răng đấy anh em ạ. Quả này là sụp cho nát mõm. Bim bim ngô. Ui. Vị không giống ngô tí nào nhưng mà... Ủa, công nhận là vị nó chả giống cái quả ngô tí nào. Quả ngô. Đồ ngu. Bắp ngô. Ok. Mina có biết... Nói ra thì cảm giác nó già vãi luôn ấy. Cái thời mà nó chỉ có bán bim bim bé thôi. Yeah, lúc đấy những cái viên bim bim ngô ấy, nó khá là bé và cái độ giòn xốp nó cũng vừa phải. Chứ nó không to và xốp như bây giờ ấy. Nếu các bạn đã từng ăn ngày xưa và ăn với bây giờ nhá, so sánh một chút thôi, thì cảm giác của tôi là họ làm to hơn để cho chất lượng hơn. Nhưng thực sự thì cái chất lượng của cái bim bim ấy, tôi cảm thấy là nó tệ đi. Mặc dù nó vẫn ngon, nhưng mà ngon bằng ngày xưa thì không. Thế nên là theo ý kiến của Cận, Cận sẽ để bản cũ ở A và bản mới ở C. Ok, đồng ý. Ê yo, mày ăn gì đấy? Bim bim rau củ mẹ, ăn ngon phết. Ôi, tôi xếp hạng luôn, để tôi xếp hạng này các bạn. B cộng. Và cái này chắc là tôi sẽ xếp hạng C. Nice. Ui, ngon hơn cỏ luôn. Thế á? Xin miếng. Hả? Rách bị bò nướng. Oh man. Cận đã từng nghĩ rằng ăn bim bim này thì nó sẽ healthy hơn các loại bim bim khác, bởi vì nó có chữ rau củ ở trong. Nhưng mà khi mà nhìn vào cái lượng muối thì... Lại muối. Kiểu ông Cận này, ông ấy có một cái kiểu như là nó giống như là một cái bị ám ảnh cưỡng chế với cái việc là phải xem tất cả lượng muối trong các gói bim bim. Tôi thật ra là chẳng bao giờ quan tâm đến cái đấy. Tôi chỉ có bóc ra và tôi hốc hết thôi. Oh no no no. À, ngon vãi chưởng. Ngon. Chị ơi, cho em một gói bim bim tây tờ được không ạ? Bim bim thì... Đây. Ta tớ không phải loại này đâu chị ơi, loại khác cơ. Ý em là loại này hả? Ôi, loại này thì ăn rồi. Trời ơi, có quá nhiều loại bim bim mà tôi đã quên nó trong trí nhớ của tôi. Loại là tôi đảm bảo tôi ăn rồi, nhưng thực sự là sau khi xem thì tôi mới nhớ ra là có cái loại bim này. Đang đi thi The Pay à? Tôi thích cái nét vẽ này nhá. Đúng, đúng. Ý tôi là nó khá là đẳng cấp nếu như sử dụng nó trong một video animation. Chỉ một gói bim bim thôi nhá,
Nhưng mà Cận vẽ bao nhiêu bức để anh em mình pose cái dáng cạnh gói bim bim này để lọt vào vòng chung kết của The Face Việt Nam. Yeah, loại này ngừng sản xuất rồi. Đây chỉ là tờ giấy thôi. No. Yeah. Thực sự là cái tây tờ bản cũ ấy, lúc nào cũng là bản thượng đẳng hơn. Miếng nó dày mà giòn, khi mà cho vào mồm nó ngấm hết vị vào lưỡi. Sensational. Trong khi đó cái bản mới nó mỏng đến mức độ kiểu cho vào mồm phát nó bay hơi luôn. Bản mới tôi còn chưa ăn. Bản cũ A, chắc chắn là A. Còn bản mới thì B. Thật luôn bro. Bro chọn Indochip thay vì mua gói phồng tôm xong rồi về nhà tự rán à. Nó dễ lắm, chỉ cần... Được thế nhở? Đúng là đáng mong chờ. Kể cả có 3 tháng hay là 6 tháng thì mới ra một video thì tôi vẫn sẽ xem nó. Nhưng mà tất nhiên là ra đều đều một tí nhá, chứ lâu quá thì anh em tôi chờ dài cả. Crap me. Oh, đi con cua. Pee. Duolingo, ta chơi cho tôi đi please. Cần không biết nữa. Cái vị của cái bim bim này nó cứ ngang ngang làm sao ấy. Nó ngang như là Nhưng mà với cá nhân tôi thì cái bim bim này tôi đánh giá về cái độ cute của nó, nó phải thuộc hạng S. Đầu tiên quy trình của tôi ăn sẽ là cái gì? Đầu tiên là tôi sẽ ăn hai cái càng trước, nhom nhom. Sau đấy là tôi sẽ rỉa đến 6 cái chân hay là 8 cái chân gì đấy, nhom nhom. Rồi bắt đầu là tôi mới ăn cái người nó cuối cùng. Đấy, lần nào tôi cũng sẽ ăn như thế. Đấy, nó gọi là quy trình ăn bim bim cua, anh em hiểu không? Hình như là vẫn chưa có bim bim nào mà mình đưa lên hạng S nhỉ? Đấy, chắc tôi cho bim bim. Bim bim nào, bim bim nào? Nhìn cái gì vậy? Bro, nếu mình được mang một loại bim bim ra đảo hoang thì Cận sẽ mang Kirei, bởi vì Cận có thể ăn nó suốt cả ngày mà không chán. Và không có gì có thể thay. Khi tôi hình như là cũng có ăn rồi nhưng tôi không thể nhớ được vị của cái bim bim này. Thay đổi được điều đấy cả. Oishi đậu xanh rau má. Cái này chưa ăn nhá, cái này chưa ăn nên chịu không biết vị nhà luôn. Tại vì tôi không thích đậu xanh thì mà. Bim bim đậu xanh nước dừa là một tuyệt phẩm luôn. Cận xin nhắc lại, đó chính là một tuyệt phẩm. Ok, nốt nhá, anh em mình nốt lại với nhau nhá. Thực sự là tôi chưa ăn thật, bây giờ tôi mới biết là có loại này. Mỗi miếng bim bim ấy chứa đựng cả một cái phép màu. Nếu như cái cục này mà nó thâm thâm đen đen lại thì chắc là sẽ không đem lại cảm giác tuyệt vời và sôi bút như thế này đâu nhỉ. Cái vị lợ lợ ấy, đó chính là nước mắt của sự hạnh phúc và tự hào của những công nhân nhà máy Oishi sau khi họ nhận ra rằng họ đã tạo ra được một tuyệt phẩm. Như tranh Van Gogh, như tranh Picasso luôn nha. Và có lẽ chính vì thế nên là bim bim nước dừa nó mới ít đến như vậy. Thế tôi chưa được ăn. Tin Cận đi, S tier baby. Cận phải nói là ngày xưa ấy, Cận thích ăn cái này cực kỳ luôn. Oishi. Lạ lắm, hình như là tôi chưa ăn đâu. Hoặc có thể tôi ăn rồi mà tôi chả nhớ. Không biết trong nguyên liệu của nó có chứa sô-cô-la thật không, nhưng mà Cận chắc chắn một điều là nó có chứa đá. Đá. Mà không phải loại đá tầm thường mà bọn dưới gầm cầu hay dùng đâu. Đá tinh khiết. Mà phải là loại đá tinh khiết 9% mà thầy Bạch dùng ấy. Nhưng mà kiểu ngày xưa ấy, bọn con trai trong xóm hay kỳ thị việc ăn bim bim sô-cô-la ấy. Kiểu ưu thằng ăn bim bim sô-cô-la kìa. Ưu BD. High five. Mày ăn không? BD. Không. Không có BD gì hết ấy. Đây là phù thủy Dumbledore, phù thủy tối thượng vĩ đại chứ không có nhất thiết phải vẽ một cái bức nó đẹp đến như thế này để đưa vào trong animation không ạ? Tôi chưa nói đến nội dung nhá, tại vì nội dung nó đang rất là cuốn, anh em đang rất là vui. Nhưng mà những cái art, những cái bức tranh ở trong này, nó còn làm tôi ấn tượng hơn cơ ạ. Không có bao giờ BD hết ấy.
Tao bê đê đấy, thì làm sao? Cái gì đấy? Cái này chưa ăn. Thế tôi cũng chả biết là con này là con gì. Chim lợn. Cận không thích cái này một tí nào. Toàn cái này rồi. À, cũng không ngon lắm. Chắc là cho hạng C hoặc B gì đó. B trừ. Nó bình thường lắm. Vì nó có một cái thiết kế hình trụ và nó rất là cứng ấy. Một cái thiết kế không bao giờ tối ưu khi bỏ mồm rồi. Bởi vì nó rất dễ khiến mình bị đau mồm ấy. Rồi là nó chọc vào những cái chỗ mà mình không thể nào mình biết được. Nó khiến mình bị nhiệt mồm cái thứ. C. Gì quá. Ghê vậy. Ah yes. Đây mới chính là Sigma Mail mà Bim Bim Sáo thất bại trong việc bắt trước. À, thế thì có vẻ như đây mới là hàng chuẩn của nó chứ. Tôi không thể nhớ tên được đâu. Tôi chỉ nhớ hình dạng của cái Bim Bim thôi. Và có vẻ như đây mới là hàng chuẩn. Nhưng mà kể cả là hàng chuẩn thì tôi cũng không thích lắm. Và ngày xưa ấy, nó là phần thưởng của mẹ Cận mỗi khi mà Cận đạt điểm 10. Và Cận rất ít khi đạt điểm 10. Thế nên là nó luôn gắn liền với những kỷ niệm vui của Cận. Thật là buồn khi mà nó không còn được sản xuất nữa. Vậy nên Cận sẽ cho nó vào danh mục ước gì sản phẩm này còn tồn. Không sản xuất nó bảo sao chẳng thấy bán. Tại vì thực tế là tôi đã ăn rồi. Nhưng mà đúng thật là tôi dạo này thì lớn rồi không ăn Bim Bim. Nên là tôi cũng đã quên đi, tôi bẵng đi. Có những thứ mà thật sự nhá, là mình bẵng đi, xong rồi mình không thể nhớ được là nó đã từng tồn tại và nó đã từng là một phần ký ức tuổi thơ của mình. Thật sự các bạn hãy ngẫm đây, sẽ có những thứ các bạn đã quên mất. Và cảm ơn Cận nhé, có nhiều cái mà tôi đã quên và ông đã gợi nhớ lại cho tôi. Cái này làm gì đến mức độ không ngon. Lays và một tỷ cái hương vị mà chúng có tự nghĩ ra. Nhưng mà tôi nói thật là trong cái đống này thì cũng có một vài cái ngon. Từ đầu đến cuối chúng ta đã xem được rất nhiều hãng Bim Bim của OC đúng không? Và cái hãng này cũng khá là nổi tiếng này. Kiểu Bim Bim khoai tây. Nhưng ăn na ná giống nhau lắm. Yeah, Cận cảm giác chúng nó không khác với nhau là mấy. Đều mặn và nhiều dầu mỡ. Đây bro thử bốc một nắm Bim Bim lên rồi nhìn lại tay bro xem. Cảm giác mỡ bóng nhảy có thể soi gương được luôn ý. À và có một điều nữa, cái bọn này nó bán đắt hơn các hãng khác thì phải. Thật sự là Bim Bim nó đắt vãi chưởng đấy. 10.000 hay là 7.000 gói, trong khi các cái hãng khác thì nó rẻ hơn rất nhiều. Mặc dù Cận biết là nó không có lợi cho sức khỏe, nhưng mà nó kiểu giống như là xiên bẩn ấy. Nó là một loại thức ăn giải tỏa tinh thần cho Cận. Mỗi khi mà Cận buồn, Cận chán, Cận sẽ mua một gói Bim Bim thật là to về ăn một mình. Ăn một mình. Hôm nay anh mua nhiều đồ thế. Nhà anh tổ chức sinh nhật à? Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm tôi bị trầm cảm. À đây. Lại cái nhạc này ạ. Ai chồng em đi với con chân dài. Nếu các bạn có nghe được thì các bạn có thể tua lại và nghe thử nhé. Và sau đó thì ghép cái lời tôi hát vào. Thề luôn. Hơn cả Việt Sút. Nó không tốt. Và sau đấy cảm thấy chán ghét bản thân mình, bởi vì nhận ra rằng mình không có một tí kỷ luật hay trách nhiệm gì cả. Yeah. Thế nên là Cận sẽ cho tất cả các vị của Lay này vào giữa A và B. Và trầm cảm sẽ ở D, bởi vì không ai muốn thử nó cả. Yêu. Ừ. Né ra các bạn ạ. Không tốt đâu. Có nhiều ông bây giờ thấy trên mạng lại còn như thế nào. Xì tai trầm cảm. Tự làm thương bản thân mình rồi sau đấy mua một đống ego về dán chẳng chỉ hết lên mạng. Khoan. Ostar. Nói thật nhá, không cảm giác được sự khác biệt luôn. Lúc đầu tôi tưởng hai thằng là một cơ. Hoặc nhá, thực sự là hai thằng này nó là một chủ, nó là một nhà máy, nhưng nó tạo ra hai thương hiệu để tự cạnh tranh lẫn nhau và bán được nhiều hàng hơn. Nhưng mà Cận được tiếp xúc với Ostar từ khi còn bé, vậy nên là Cận sẽ có một chút thiên vị. Một chút thôi. À Tony khỏi lời chơi cơ.
Yo bro, ba vị chính của Tuni nó ngon vãi. Đã thế sau khi ăn xong bro còn có thêm đồ chơi đấy chứ. Đấy, trời ơi, cái thứ mà tôi nói đấy ngày xưa tôi không ăn Tuni đâu. Thực tế với tôi là tôi không khoái vị của Tuni. Nhưng những cái đồ chơi trong đấy tôi không cưỡng được. Và với cái bộ óc 10 tuổi, việc có thêm một cái đồ chơi ở trong gói Bim Bim ý, bro, nó sẽ khiến cho Bim Bim ngon hơn gấp 300%. Doritos. À, cái bọn Mỹ này khiến cho mình nghĩ rằng là đồ ăn của chúng rất là ngon qua truyền thông và phim ảnh ấy. Nhưng mà không, cái Doritos nó mặn vãi cả. Bro, cái lượng muối nó có thể giết. À, tôi biết cái này nhưng mà hình như tôi chưa ăn bao giờ. Kiểu như nó không gây được cái sự chú ý cho tôi ấy. Tôi nhìn nó cũng không ngon, thiết kế nó cũng không được đẹp. Tôi là cái người mà thiết kế nó phải đẹp thì tôi mới mua. Chết được 10 con trâu chứ không chỉ một luôn. À, đây rồi, sự tích loài trâu bị tuyệt chủng. Cộng thêm cái chất liệu miếng bim bim ấy, ăn nó cứ như giáp giáp như bìa cắt tông tẩm phụ da vậy. Và bro nhìn cái bảng giá kìa, cái gì 33.000. Bạn tao có thể ăn 2 cái bánh mì pate với giá 33.000. F. Nhắc đi. Là rõ, không ngon lại còn bắn đắt. Ít nhất thì nó phải cho một cái giá hợp lý. 32.000 bây giờ nó thật chứ nhiều chỗ các bạn vẫn có thể ăn được cả một bát phở. Đến việc Doritos vị như giấy bìa, Mina có biết cái gì làm bằng giấy bìa thật không? Nó chính là que cay. Và nó chỉ có 3.000. Que cay à, làm bằng giấy bìa? Tôi không nghĩ cái đấy. Hình như là có một cái đợt mà người ta phanh phui ra cái việc là cái que cay đấy làm thực sự là làm từ giấy bìa nhưng mà ăn ngon. Thực ra ngày xưa mẹ cận cấm cận ăn cái đấy bởi vì nó có chứa chất gây ung thư. Nên là những lần mà cận được ăn ấy hầu hết là do bạn khao, mà kiểu chỉ có 4-5 đứa ăn một gói, mỗi đứa chỉ được tầm 1-2 miếng, nên là cảm giác nó thèm thuồng, nó ngon thực sự luôn. Và trong quá trình làm video này ấy, tự dưng cận thèm que cay vãi. Thế là cận ra tiệm tạp hóa và mua hẳn một gói về ăn. Và sau tất cả những cái năm tháng thèm thuồng đấy, nó cũng bình thường. Cái que cay nó cũng cái buồn cười nhé. Ăn thì nó rất là cay, nhưng mình không thể ngừng lại cái việc mà mình sẽ ăn que thứ hai, que thứ ba và ăn cho hết cái gói đấy. Mọi người biết không, cận nghĩ là cái duy nhất mà khiến nó ngon đó chính là vị của tuổi thơ. Một cái tuổi thơ mà mình không phải lo nghĩ đến việc tiền điện, tiền nước, rồi là ngày mai phải ăn gì, rồi là mình phải giữ liên lạc với những ai. Vì thế nên Bim Bim tiếp theo sẽ khiến cận cực kỳ phải suy nghĩ. Tưởng tượng đó là một năm 2008, bạn đang ở Hà Nội, tại nhà một người anh họ giàu có của bạn. Và anh của bạn kiểu: ê, có muốn xem phim Người Nhện 3 trên DVD và ăn Bim Bim siêu ngon không thằng chó? Không hiểu sao anh bạn gọi bạn là thằng chó nhưng mà ok. Và đây là Bim Bim mà anh ấy mang ra. Chưa bao giờ ăn, chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ nghe tên. Chắc là đây là một loại quý tộc, chỉ có nhà giàu mới được ăn. Và tất nhiên rồi, tôi chưa được ăn bởi vì nhà tôi không giàu. Thậm chí là đến bây giờ tôi cũng chưa được ăn, tôi cũng chưa nghe tên luôn. Chắc là ngon lắm. Nó ngon vãi. Và cuối cùng bạn ăn hết tận 10 gói. Còn phim này cũng bình thường. Sau đó bạn mang cái bụng no đầy Bim Bim lên về nhà. Và trong đầu bạn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là bao giờ mình mới có thể ăn lại Bim Bim một lần nữa đây. Và bỗng dưng mẹ bạn dừng bạn lại và bảo: cái thằng này, mày ăn vặt thay vì ăn cơm đúng không? Thằng chó. Không hiểu sao mẹ bạn lại gọi bà là thằng chó. Anh bạn, mẹ bạn, bạn thân bạn. Không hiểu là mình có chuyển sinh đúng thế giới không. Vớ vẩn, lại kiếp người không phải là kiếp dành cho mình. Yeah, và lần cuối cùng mà cận được ăn Bim Bim đấy là vào năm 2008. Và sau 15 năm tìm kiếm bằng các tiệm tạp hóa thì cận vẫn chưa tìm ra được chúng. Lâu quá. Nhưng mà sâu thẳm trong thâm tâm cận, cận rất là sợ. Bởi vì cận nghĩ là một phần mà nó ngon như vậy là do cái tuổi thơ của mình nữa. Và nếu ấy, bây giờ mà mình được ăn lại nó, nhớ đâu cái vị của nó không được ngon như mình nhớ thì sao? Lúc đấy nó sẽ lại kiểu một cái gì đấy nó tiếc nuối. Một cái gì đấy nó buồn buồn. Cái cảm giác buồn đấy nó không phải là giống như buồn của bị người yêu chia tay. Bởi vì đã có người yêu đâu mà. Cái cảm giác buồn này nó cứ lặng lẽ. Nó cứ man mát buồn thôi. Nó không khiến cho chúng ta kiểu
suy sụp. Nhưng mà nó cứ buồn buồn thực sự nhá. Nói thế nào nhỉ? Không phải là tôi bị trầm cảm hay gì đâu, nhưng tôi thích cái nỗi buồn như thế. Lúc đấy một phần ký ức tươi đẹp về một cái tuổi thơ của mình nó sẽ không thể nào mà lấy lại được nữa. Và cuối cùng là có ai có nhớ Jon Jon không? Jon Jon on top baby. Cái quảng cáo này tôi vẫn còn nhớ này, như bim bim Jon Jon thì tôi cũng chưa ăn bao giờ thì phải. Thế chắc là tuổi thơ của tôi thiếu sót nhiều quá anh. Jon Jon vừa thơm vừa giòn, càng ăn càng ngon. Ui, cuối cùng cũng xong video. À, và đây là những người mà cận chắc chắn rằng là sẽ cũng thích ăn bim bim. Chắc vậy. Sheesh man, cận không nghĩ là cận sẽ được 100.000 subscriber nhanh đến vậy luôn ấy. Nó phải là con số triệu. Với cá nhân tôi thì nó phải là con số 1 triệu. Nó phải là 1 triệu. Và tôi nghĩ ngày này nó sẽ không xa đâu. Rồi ok, và vừa rồi chúng ta đã được trải qua một cái khoảng thời gian gần như là tất cả những cái ký ức về những cái món ăn vặt của tuổi thơ nó quay trở lại với chúng ta. Chủ đề là về bim bim, nhưng mà chúng ta cũng có thể gợi nhớ lại được cái tuổi thơ của mình một phần nào đó. Ok, và chắc là video này tôi sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người vì đã bảo với tôi, cho tôi biết là cả TTG đã ra video mới nhá. Và nếu như mọi người thấy thích cái video reaction này thì hãy cho tôi một like và một đăng ký kênh để giúp tôi sớm đạt được 1,8 triệu người đăng ký nhá. Và tôi nghĩ là cận thị TG sớm hay muộn thì cũng sẽ đạt được 1 triệu người thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Còn bây giờ thì bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.